Vừa ra khơi tìm kho báu, hai thanh niên báo tin buồn vì bị hải quân tóm cổ. Mới đây, hai thanh niên của một băng hải tặc vô danh mới thành lập chỉ vừa mới nhổ neo dương bờm, chưa kịp ra được đến biển khơi để truy tìm đại kho báu thì bất ngờ bị hải quân nhẹ nhàng thâu tóm và giam lại tại nhà ngục khét tiếng Impel Down. Mặc dù thân thế ở trong lao nhưng mà tinh thần ở ngoài lao, ngọn lửa khát khao mơ về 670.000 tỷ vẫn còn đang rực cháy, không gì có thể dập tắt. Cả hai thanh niên vẫn hiên ngang nung nấu ý chí sắt đá, đợi chờ ngày được cứu thoát khỏi Impel Down, tiếp tục hành trình tiến về đại hải trình, tìm được kho báu và trở thành vua hải tặc lừng danh trên toàn thế giới. Câu chuyện về hai thanh niên bị hải quân tóm gọn trong đoạn clip trên chỉ là một trend vui của cộng đồng mạng tấp tấp, hoàn toàn không có thật. Tất cả chỉ dựa trên một tập truyện tranh nổi tiếng Vua Hải Tặc của Nhật Bản. Sau khi sự kiện bà Trương Mỹ Lan, người nắm giữ một khối tài sản khổng lồ, bị tòa tuyên án. Tuy nhiên, không ít người, nhất là những người hâm mộ tác phẩm Vua Hải Tặc, đã hưởng ứng vô cùng mạnh mẽ và tỏ ra vô cùng thích thú trước trend này. Một số bình luận được mọi người để lại: tội cho hai chàng trai mới ra khơi chưa kịp có tiền truy nã thì đã hè. Mới nhổ neo chưa kịp hát xong My Hero Will Go On thì đã bị bắt rồi. Mới tập 1 đã hết kinh phí làm phim kiểu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.